Hi, xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vuzi Auto. Và hôm nay thì bên em Vuzi Auto lại muốn giới thiệu quý vị các bạn một chiếc xe cực kỳ đẹp luôn. Một mẫu xe thương hiệu đến từ Đài Loan, nhập khẩu nguyên chiếc BYD, sản xuất năm 2011, lăn bánh lần đầu năm 2012. Và đây là một chiếc xe zin chính chủ, một chủ zin từ đầu các bác nhé. Mang biển số 69A00376. Đây là biển số của tỉnh Cà Mau. Và chiếc xe này thì lặn lội tận từ Cà Mau xa xôi để trở về với miền Bắc yêu dấu, nơi Vuzi Auto đang buôn bán xe. Vâng, BYD là một dòng xe cực kỳ ngon, số sàn. Và con này thì là một chiếc xe giá vô cùng rẻ nha các bác nhé. Phải nói là rẻ nhất trong tầm giá luôn. 2011, đăng ký lăn bánh lần đầu năm 2012. Mà các bác có tin được rằng đây là một chiếc xe mà giá chỉ có 78 triệu đồng ạ? Không, các bác không nghe nhầm đâu, 78 triệu đồng nha các bác nhé. Vâng, BYD là một dòng xe khá là nhỏ nhắn, xinh xắn với kích thước chỉ nhô 3,5m, chiều ngang 1,6m, chiều cao 1,4m. Một chiếc xe bản thể thao và được độ tem Sushi Sport 1986 theo chủ cũ các bác nhé. Một chiếc xe 4 chỗ ngồi. Vâng, đây là một dòng xe thực sự nói các bác lại bỏ qua chứ đây là một dòng xe nhái thương hiệu Aygo đến từ Nhật Bản. Một dòng xe mà phải nói là cực kỳ thích hợp cho chị em phụ nữ. Đấy, các bác mua về cho vợ đi shopping, đi mua sắm, đi chơi, đi chợ là ok. Vì con này không gian nó rất nhỏ. Tuy nhiên là nhỏ thế vậy thôi, nhưng cỗ máy của nó thì siêu tiết kiệm với dung tích xi lanh là 1.0. Nên là mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này khoảng 4,5 lít trên 100 cây các bác nhé. Cực kỳ tiết kiệm luôn. Và đặc biệt đây là một chiếc xe cực kỳ ngon, với thiết kế thì không chê vào đâu được. Và con này thì có 4 quả lốp thì các bác nhìn này. Lốp Economy, các bác nhá. Và cua lốp thì cũng tương đối thôi. Nói chung xe này thì nó cũng đã theo thời gian rồi, thế nên là về chất cua lốp thì cũng tạm được. Hàng ghế đằng sau thì hơi bị gò bó một chút. Đấy, các bác nhìn này, ghế thì vẫn còn tương đối. Đấy, con này thì em đánh giá ghế khoảng tầm 7 điểm. Vâng, 7 điểm. Còn kính của chiếc xe thì nâng hạ điện hết đấy các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này. Nội thất bên trong, đấy, ghế da rất là chắc chắn và sạch sẽ. Đấy, tuy nhiên là xe được vừa về cửa hàng em Vuzi Auto trong buổi chiều ngày hôm nay. Các bác nào mà yêu thích ấy, thì mời các bác đến cửa hàng của em để tranh thủ lái và trải nghiệm. Đấy, con này được cái là đây các bác nhìn này, keo chỉ này còn nguyên luôn này. Đấy, gioăng cao su không hề rách mà keo chỉ còn nguyên, rồi cột kèo chuẩn chỉ luôn các bác nhá. Cột chuẩn luôn. Đấy, các bác nhìn này, và bên đằng này này, các bác nhìn này. Tappy sạch sẽ, con này thì chắc chắn cam kết cho các bác là không có taxi dịch vụ rồi. Còn kính của chiếc xe này là kính cửa chéo một cánh nhé các bác nhé, chứ không hề có nâng hạ chỉnh điện, chỉ kính trên thôi. Thế còn đây, các bác nhìn bên trên, phía bên trên này ạ. Vâng, các bác mở ra thì bên trong nội thất cái khoảng không gian phía đằng trước thì cũng khá là rộng. Và chiếc xe thì có màn hình, trang bị màn hình rồi nhé các bác nhé. Đấy, điều hòa chỉnh cơ và nội thất phía đằng trong này các bác nhìn này. Đấy, ghế da vẫn còn tương đối là đẹp. Đây là một chiếc xe thực sự là gọi là nhái thương hiệu Aygo đến từ Nhật Bản. Vâng, những chiếc Aygo thì chắc chắn giá 2011 của nó thì không bao giờ có giá dưới 200. Thế nhưng mà đây thì các bác chỉ bỏ ra một cái số tiền rất là nhỏ thôi thì các bác sở hữu ngay chiếc xe này rồi. Keo chỉ thì ngon ngật cành đào. Đấy, 78 triệu thôi các bác nhá. Các bác thực sự không thể tin được là đời 2011 lăn bánh 2012 mà giá chỉ có 78 triệu thôi ạ. Vâng, máy số thì ngon. Đấy, cột này các bác này, các bác mở ra các bác xem này, đinh hàn còn nguyên nhá. Đấy, và táp lô của xe thì vẫn rất là sạch. Đấy, nội thất bên trong xe thì là sàn da pha với cái thảm 2D. Đấy, thế còn xi nhan thì kết hợp trên thân. Và hạn đăng kiểm thì đến tháng 4 năm 2022. Con này thì có cái hay là nó có cả giá nóc. Đấy, anten râu trông rất là phong cách luôn. Đấy, lốp này. Đấy, la răng sắt đấy các bác nhá. Và cua lốp thì vẫn còn rất là đẹp, đều, đấy, sạch sẽ. Đấy, và cái dòng xe này thì thực sự là phải nói là các bác là nó quá là đỉnh luôn. Vừa nhỏ gọn, vừa tiện lợi và rất là thích hợp cho các chị em phụ nữ đi chơi, luồn lách trong các cái khu vực ngõ nhỏ đấy ạ, thì rất là tiện lợi. Và đặc biệt là bộ đèn của chiếc xe thì sử dụng đèn bi cầu, projector, đấy, rất là hiện đại luôn các bác nhá. Một chiếc xe nhập khẩu hiện đại xịn sò vào đây này. Úi giời, dán quả tem thì thôi rồi, không có đối thủ về độ chất. Đấy, còn lốp bên này thì cũng vẫn cũng rất là mới, 165-60 vành
R15 nha các bác nhá. Vành la răng to, lốp phanh ken. Đấy, và cái dòng lốp này thì các bác yên tâm là đi bền vô đối luôn. Và xe này chịu tải thì con này trọng lượng tải không tải của nó chỉ có 8 tạ 7 thôi, rất là nhẹ nhàng. Đấy, bên này thì các bác có thể nhìn này. Đấy, tapi này, đẹp luôn. Và rất là phong cách nhá. Hệ thống keo chỉ đây. Đấy, các bác nhìn chỉ đều này. Chỉ vuốt đều thân, không hề lỗi lầm. Đấy. À, cột bên này đây. Đấy, các bác nhìn này, ghế này, ghế da đẹp luôn này, các bác nhìn kỹ nhá. Đấy, ghế da rất là mùn nuột luôn ạ. Vâng. Xe thì nói chung là cũng tương đối là sạch sẽ. Vâng. Và với cái tầm tiền đây, ốc này chưa thèm mở ra. Đấy, chưa hề tháo mở một chút nào luôn. À, tầm tiền thì chỉ có 78 triệu đồng thôi, nói thật các bác, chứ kiếm đâu ra bây giờ. Trần này, đấy, các bác nhìn nhá, trần sạch, ok luôn. Và phía đằng sau, đây các bác nhìn ghế đằng sau này, hàng ghế đằng sau này. Đấy, hàng ghế đằng sau da sạch sẽ, đấy, chốt điện khóa này. Đấy, tapi này, không hề. Con này thì bao cam kết cho bác là không có chút dịch vụ nào nhá. Xe tư nhân chạy không hề có một chút dịch vụ gì luôn. Keo chỉ thì nuột nà. Đấy, thằng căng, ốc chưa tháo mà. Đấy, cột này, em quay cột luôn kèo cho các bác này. Đấy, các cái đinh hàn còn nguyên luôn. Còn nguyên luôn nha các bác nhá. Vâng. Nói chung là một con xe khá là nhỏ gọn, xinh xắn. Đấy, thương hiệu đến từ đất nước phía Bắc của Việt Nam. Vâng, các bác đây. Đấy, form xe này, đằng sau rất là đều luôn. Hệ thống đèn này. Đấy, rồi sàn đây. Đấy, sàn lốp sơ cua ở dưới này các bác nhá. Vâng, lốp sơ cua này. Đấy, các bác nhìn này, vẫn còn nét. Và sàn không hề han mục. Đấy, con này cũng phải nói được chạy hơn 10 năm rồi, thế nhưng mà vẫn còn rất là ngon. Đấy, kính cửa sau thì là cánh kính thôi. Đấy, rất là đơn giản. Đấy. Vâng, và cái dòng xe này thì các bác có thể nhìn gầm này. Gầm xe này các bác nhìn này, vẫn còn rất là đẹp luôn. Gầm nhá. Đấy, đẹp tuyệt vời luôn, không lỗi lầm. Vâng, với cái số tiền bỏ ra 78 triệu đồng thì nói là các bác cũng chả kiếm đâu ra được một con xe mà ngon ngặt cần đào như thế này. Đấy, cửa này, đây, em mở luôn cho các bác nhá. Và ta sẽ cùng đề nổ chiếc xe để xem kiểm tra như thế nào. Con này thì máy chạy rất là êm. Đấy, vô lăng không túi khí nhá, vô lăng 3 chấu không hề có túi khí. Đấy, thôi tiền nào của đấy thôi các bác ạ, đừng bảo làm sao, sao lại 78 triệu cứ hỏi túi khí làm gì. Đây, em đề lên phát là không có lỗi luôn này các bác ạ. Không hề báo lỗi nha các bác nhá. Các chức năng thì hoạt động bình thường. Đấy, con này được cái còi thì khá là to. Và vô lăng trợ lái rất là nhẹ nhàng. Đấy, lái rất là nhẹ, chỉ cần lái một tay cũng ok rồi. Màn hình Android xịn sò. Đấy, cảm biến ba chức năng, đa chức năng luôn. Đấy, xe thì mượt mà và chất luôn. Và đây các bác này, nhạc thì bật rồi, mà em thì tắt âm đi để cho nó tránh bản quyền YouTube nha các bác nhá. Thế còn vô lăng trợ lái rất là nhẹ, và đặc biệt là vòng cua của con xe này rất là nhỏ luôn. Vâng, vòng cua cực kỳ nhỏ luôn các bác nhé. Đấy, thế còn kính của xe thì vẫn là kính zin. Đấy, hệ thống cửa gió điều hòa mát lạnh luôn này. Đấy, lượn lách rất là tốt. Và đặc biệt là chiếc xe này thì cái trợ lái nó rất là nhẹ rồi. Đó. Và không thiếu, nói chung là hiện đại thì không thiếu gì, thua gì xa những cái mẫu xe cơ bản như bây giờ. Đấy, màn hình hiển thị xịn sò, điều hòa thì chỉnh volume thôi. Thế nhưng mà được cái là nó rất là đơn giản và dễ nhìn. Đấy. Mà cam lùi rồi các bác này. Đấy, đầy đủ luôn nhá. Cam lùi, gạt mưa 3 chế độ. Đấy, phun nước tơi đầy đủ luôn. Đó, có nước rồi. Đấy. Xe điều hòa thì mát đấy các bác nhá, cửa gió điều hòa mát lạnh luôn. Đấy, các bác nhớ là phải bật AC nhá và chỉnh cửa gió điều hòa này, núm chỉnh hết. Không có gì. Đấy, cái còn phần dưới ghế đây các bác này. Đấy, có nâng hạ kính này. Đấy, nâng hạ kính nó nằm ở dưới đấy các bác nhá. Đấy, kính là nâng hạ ok luôn. Đó, và đương nhiên là các bác bây giờ thì ta sẽ cùng nghe tiếng máy. Đấy, máy số thì rất là êm. Vô lăng trợ lái nhẹ. Không gian bên trong thì con này phải nói là được cái là rộng. Đấy, các bác nhìn bên ngoài nhỏ gọn xinh xắn thế thôi, nhưng mà nhìn bên trong thì rất là ok luôn. Đấy, hệ thống loa hai bên táp lô trước này. Đấy, và logo BYD này. Đấy, các bác nhìn nhá, nó vẫn còn nguyên sần, là chưa có hề hàm mài mòn. Xe đi phải nói thực sự là ít luôn. Vâng, làm bánh có nhiều chục vạn đấy mà. Rồi là chủ người ta mua thì cũng loanh quanh mà thực sự là toàn chị em phụ nữ lái thôi, nên là chất xe thì vẫn còn giữ được khá là nhiều. Đấy,
một chiếc BYD sản xuất năm 2011, lăn bánh 2012, ngon ngật cành đào, máy số thì êm mượt. Đấy các bác nhìn cái quả tem dán ở trên nắp cabo đó, các bác biết chủ cũ chất chơi như thế nào. Đấy. Và đương nhiên rồi, với cái tầm tiền giá vừa rẻ vừa ngon thì thực sự đây là xe không có đối thủ về tầm giá luôn các bác nhá. Và các bác có thể nhìn thấy khoang máy của chiếc xe đấy ạ. Con này thì sử dụng động cơ máy kim phun rồi, và máy của nó thì chỉ có 1.0 thôi, mức tiêu thụ nhiên liệu rất là ok. Máy số thì chắc chắn các bác là máy số thì rất là ngon. Đấy, không gian bên trong của khoang máy thì khá là nhỏ hẹp do là thiết kế của chiếc xe này nó gọn. Được cái con này thì máy số êm. Đấy, động cơ thì chạy mượt và máy 1.0 thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, 4,5 lít trên 100 cây các bác nhá. Ắc quy thì khá là to. Đấy, có các cái phần sườn ốp đây. Đấy, ốc còn chưa thèm ra này, ốc cabo này, keo chỉ này. Đấy, keo chỉ đây vẫn còn nguyên. Và nói chung là các cái chi tiết còn lại thì nó han mục theo thời gian thì không tránh được. Đấy, cái đấy bình thường. Đây các bác này, trên nắp cabo này. Đấy, nhưng mà đều là zin các bác nhá, còn zin nguyên đấy ạ. Vâng, thực sự con xe này thì chủ cũ ấy là người ta vứt ở góc vườn phải, cũng phải nói là khá là lâu rồi. Thế nên là đâm ra là cũng một số chi tiết là xe vừa về chưa làm gì, chưa dọn dẹp gì cả nên là nó bậy. Thế nên là bác nào mà yêu thích thì các bác về các bác dọn dẹp thêm một chút thôi là ok. Đấy, khoang máy sạch sẽ vô đối luôn. À, điều hòa mát lạnh còn hơi còn ống còn nguyên nha các bác nhá. Đấy. Vâng, dòng xe cực kỳ nồi đồng cối đá, bền bỉ số sàn, ngon ngật cành đào, điều hòa mát lạnh. Đấy, rét buốt con tim luôn. Và các bác những ai mà yêu thích ấy, thì mời các bác đến cửa hàng của em Vũ Duy Ô Tô. Vâng, Vũ Duy Ô Tô, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Rất vui khi được các bác đến ghé thăm. BYD sản xuất năm 2011, lăn bánh năm 2012, đẹp xuất sắc. Chỉ dành cho các bác mua về tặng vợ, tặng người yêu thì quá là ok rồi. Mà giá thì vô cùng rẻ mạt, chỉ có 78 triệu đồng thôi. Vâng, thực sự là hàng hiếm kiếm đâu ra, và ở đâu xe rẻ xe tốt ở đó có Vũ Duy Ô Tô. Vâng, cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi em Vũ Duy Ô Tô. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác có được cho mình chiếc xe tuyệt vời. Đấy, xin chào tạm biệt. Và nhớ là các bác đừng quên đăng ký kênh cũng như là ấn vào nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất nhé. Xin chào.